Màu sắc yêu thương dường như đã trở thành một thương hiệu mà Mobistar muốn mang đến khi giới thiệu sản phẩm khá hấp dẫn Tuabin 452C. Sản phẩm mang đến nhiều cảm xúc khi sở hữu, độ sướng khi sử dụng không hề thua kém các smartphone cao cấp khác. Máy có trọng lượng là 148g và có độ mỏng là 10.5mm. Mặt sau làm bằng nhựa rất là mịn, nhưng nếu tay người dùng hơi ẩm thì vẫn để lại những vệt dấu tay trên nắp lưng. Phía trên là camera chính và đèn flash được thiết kế chung một cụm nhìn khá đẹp. Tiếp theo là logo Mobistar và loa ngoài. Cạnh phải là nút nguồn, cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng. Trên đầu là jack cắm tai nghe 3.5 cùng với cổng micro USB. Mặt trước chưa có ý tưởng đột phá nào khi phía trước vẫn là loa ngoài và camera phụ. Phía dưới bao gồm các phím cảm ứng và một micro đàm thoại. Tổng quan thì máy có thiết kế gọn, cầm vừa tay và khá dễ chịu khi mặt sau láng mịn. Kích thước 4.5 inch là khá hợp lý với mọi nhu cầu sử dụng từ đọc sách, lướt web đến chơi game, xem phim. Hơn nữa, kích thước này cũng giúp bạn có thể dễ dàng mang theo bên mình. Độ phân giải 480x854px và được đặt tấm nền IPS cũng là một điểm mạnh của sản phẩm này. Máy được cài mặc định sẵn hệ điều hành tương đối mới của Google, đó là Android 4.2. Ưu điểm của hệ điều hành này chính là kho ứng dụng khổng lồ với số lượng tăng lên hàng ngày. Mobistar Tuabin 452C được trang bị bên trong bộ xử lý 2 nhân, tốc độ là 1.3 GHz, RAM 512MB, cùng với đó là bộ nhớ trong 4GB. Cấu hình này có vẻ yếu so với mặt bằng công nghệ hiện tại, nhưng mà với các máy trong tầm giá này thì có thể bắt gặp hầu hết đa số trên thị trường smartphone hiện tại. Mobistar Tuabin 452C có thể chụp ảnh chân dung thông qua camera trước. Camera phía sau với độ phân giải 5MP có hỗ trợ thêm đèn flash trợ sáng, giúp bạn có thể chụp ở điều kiện không mấy thuận lợi về ánh sáng. Nhưng với đánh giá thực tế thì máy chỉ chụp tốt ở điều kiện ngoài trời thôi, còn ở trong nhà hoặc là ánh sáng kém thì hình chụp hơi rung và dễ ao nét. Mobistar Tuabin 452C thực sự không nổi trội hơn những điện thoại ở cùng phân khúc khác. Có chăng lợi thế của máy là được làm với nhiều màu sắc nên phù hợp với nhiều người dùng hơn, cho thị trường thêm sôi động, đưa đến cho các bạn thêm nhiều sự lựa chọn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.